gọi mùa xuân đến với đời. Thì em ơi xin người chớ lo âu, vì cuộc đời còn bao nắng ấm. Sóng vẫn còn gọi bờ cát trắng biển chiều, nước vẫn còn một màu xanh biếc thuở nào. Dòng sông xưa vẫn ngàn năm trôi mãi, trôi hoài về biển lớn. Và mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết, cùng hát lên nào lời mình muốn nói, cùng hát lên đi cho đêm vui ngất trời và ngày thêm ước mơ. Dù rằng đời lắm thăng trầm, đường dài phía trước và lối đi về gập ghềnh ai biết, cùng hát vang lên xua tan đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui. Hãy subscribe.
xa thương từ từ bao lâu chôn giấu. Em có biết rằng từ khi ta thuộc về nhau, với anh tìm một ngày buồn thật khó khăn. Này người anh yêu hỡi, ghé sát môi em lại đây, anh sẽ trao lên đôi môi kia bao yêu thương nhé. Để yên nhé, và vòng tay sau lưng anh ôm chặt đi, thấy không con tim anh nói rất cần em. Cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phai nhòa, và một thời gian sau cho nhau, và ngay sau đây xin được mời cô dâu và chú rể hãy cùng rót rượu để chúc mừng hạnh phúc. Xin được mời chú rể ạ. Vâng, thật đúng là mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, yêu nhau chẳng ngại đường xa, đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều. Bởi vì tình yêu có một sức mạnh vô biên sẽ khiến chúng ta vượt qua mọi khoảng cách không gian và thời gian để đến được với nhau. Chai rượu đầu tiên đã được rót hết và ngay sau đây sẽ là chai rượu thứ hai. Xin được mời chú rể của chúng ta hãy mạnh tay hơn nữa trong chai này ạ. Thank you.
trứng rể tay trong tay rót thêm đi rượu. Thêm đi rượu cứ chảy mãi không toan, điều đó cũng tiêu ý chính rằng tình yêu của đôi bạn trẻ sẽ mãi mãi không bao giờ vơi cạn, đúng không ạ? Mời cô dâu và chú rể cùng nâng ly lên ạ. Chúng ta thường nói rằng là thuận vợ thuận chồng thì tắt để đông cũng tàn. Ngay sau đây xin được mời cô dâu và chú rể cùng uống cạn ly rượu ra mời, móc tay vào nhau đi ạ. Vâng ạ. Nhìn nhau say đắm và nhìn được phía máy quay đi ạ. Nào, hướng về phía máy quay và nhìn nhau say đắm để uống cạn ly rượu ra mời đi ạ. Vâng, giờ phút này đây có lẽ rằng men rượu đang hòa cùng với men tình, chiếc nhẫn cưới đã được trao cho nhau. Ly rượu ra môi cũng đã được uống rồi. Giờ phút này đây, dưới sự chứng kiến của hai họ cũng như tất cả quý vị khách quý, những người bạn bè thân thiết nhất, tôi đề nghị chú rể anh cho một giây một nụ hôn đi ạ. Xin được mời chú rể ạ. Nào, vâng ạ, đấy mới chỉ là thơm thôi ạ. Bây giờ tôi đếm từ 1 đến 3 để chú rể hôn cô dâu nhé. Tất cả mọi người đếm với tôi từ 1 đến 3. 1 2 3 quý vị khách quý, chúc cho cô dâu luôn đẹp như hoa buổi sớm, chúc cho chú rể hiền như ánh nắng ban mai, chúc tình yêu của đôi bạn trẻ vượt qua những tháng năm dài, nhất thì chung trăm năm còn như mới. Và giờ phút này đây, cô dâu và chú rể cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới hai bậc sinh thành đã nuôi nấng và dạy bảo cô dâu và chú rể cho đến ngày hôm nay. Giờ phút này đây cũng xin được thay mặt cho cô dâu và chú rể xin được trân trọng kính mời đại diện của hai bên gia đình sẽ bước ra phía sân khấu có những lời cảm ơn đến tất cả quý vị khách quý và có những lời căn dặn cô dâu và chú rể trong ngày cưới. Dạ vâng ạ, cháu xin được mời đại diện của nhà trai thì sẽ đứng bên cạnh chú rể. Xin mời cô dâu chú rể đứng lên ạ. Xin được mời hai bạn có thể nhường chỗ cho đại diện hai bên gia đình, và một lát nữa hai bạn sẽ trở về chỗ ngồi của mình. Vâng ạ, xin được mời đại diện của họ nhà trai đứng bên cạnh chú rể và đại diện của nhà gái đâu ạ. Xin được mời bác đứng bên cạnh cô dâu ạ. Nhắc lên đi. Dạ vâng ạ. Trước tiên có những lời phát biểu thì xin được mời đại diện hai bên gia đình sẽ trao cho nhau cái bắt tay kết tình đồng ra. Xin được mời hai vị đại diện ạ. Mời cho rất là lớn cho đại diện hai bên gia đình, đúng không ạ? Vâng, và bây giờ thì xin được mời đại diện của nhà trai trước tiên sẽ có những lời cảm ơn tất cả quý vị khách quý và có những lời căn dặn cô dâu chú rể cho ngày cưới. Xin được trân trọng kính mời chú. Cùng các bà của hai gia đình họ nhà trai và họ nhà gái đi theo toàn thể hôn trường. Sau thời gian tìm hiểu, hai cháu Trang và Tứ đã tự nguyện xây dựng hạnh phúc trăm năm được sự đồng ý của hai gia đình, chính quyền của hai địa phương, tiền bãi và chính mỹ. Hôm nay, gia đình nhà trai sẽ long trọng tổ chức lễ vu quy cho hai cháu. Về phần họ nhà trai, xin có mấy lời căn dặn hai cháu như thế này. Hai cháu hãy kế thừa và phát huy truyền thống của gia đình, duy trì những bản sắc của gia đình, lưu giữ lại trong quá trình sống đầm ấm, hạnh phúc và sẽ sớm sản sinh ra nhân tố mới cho gia đình và xã hội. Đại diện cho dòng họ Nguyễn Trung, chú chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Vâng, xin được cảm ơn những lời chúc vô cùng tốt đẹp của đại diện của nhà trai cũng như là căn dặn của chú rể trong ngày hôm nay. Và ngay bây giờ để đáp lại tấm lòng của họ nhà trai thì xin được mời đại diện của nhà gái sẽ có những lời phát biểu và những lời chào dâu. Xin mời anh. Kính thưa các cụ, các ông, các bà của hai họ, kính thưa toàn thể hôn trường. Hôm nay họ nhà gái chúng tôi cùng với thành phần của đoàn thì gồm có các phụ ông bên nội bên ngoại, rồi các chú thì rồi các bạn của cháu Trang. Hôm nay thì đưa cháu Trang về nhà chồng thì cũng có thể nói là cũng báo cáo với lại các cụ rồi các ông các bà các anh chị của họ nhà trai thì thay mặt cho và cũng được sự ủy quyền của các cụ các ông của họ nhà gái thì chúng tôi cũng có một số đôi lời thế này. Trước hết thì có thể nói là gia đình họ nhà gái chúng tôi thì có công sinh thành. Thế thì
chúng tôi thì cũng đang trong quá trình tiếp tục chăm nom và gọi là dưỡng dục đấy. Thế nhưng mà báo cáo mẹ các cụ họ nhà trai là cái thời gian thì cũng chưa được nhiều, cháu thì cũng là mới lớn, thế thì cũng được hai cháu tìm hiểu và được họ nhà trai cũng đã đặc biệt là cháu Tú cũng đến với nhau và cũng và cháu trai nhà chúng tôi thì quá trình kinh nghiệm đường đời thì chắc chắn là cũng còn nhiều điều còn phải học hỏi rất nhiều. Thì hôm nay chúng tôi dẫn cháu trai về nhà trai thì cũng mong các cụ các ông các bà cùng với lại gia đình tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ rất là nặng nề để chăm nom cho cháu và cho cháu trưởng thành. Thế còn thay mặt cho mọi nhà gái thì chúng tôi cũng xin có đôi lời căn dặn với hai cháu. Trước hết thì hai cháu đến với nhau, quá trình tìm hiểu thì cũng rất là vất vả và khó khăn. Và hai bên gia đình thì các cháu cũng biết, các cụ, các ông, các bà hai bên mà để có được một cái thành quả như ngày hôm nay thì cũng rất là vất vả. Thế như là bác đại diện hỏi trai cũng đã nói, quá trình để mà thực hiện xây dựng cái vun đắp cái hạnh phúc gia đình không phải là chúng ta cứ muốn là được, mà bản thân hai cháu là phải nỗ lực cố gắng để cùng xây dựng cùng vun đắp, và cái hạnh phúc đó thì nó mới mãi mãi bền lâu được. Và các cháu phải xác định là cái cuộc sống này không dễ gì mà nó có được, và phải biết trân trọng gìn giữ những cái thành quả mà ông bà bố mẹ hai bên đã cố gắng tạo dựng. Và các cháu hôm nay là những người rất may mắn được thừa hưởng những cái thành quả mà bố mẹ đã mang lại, thì phải cố gắng giữ gìn và dần dần tiếp tục vun đắp để đắp thêm để cho cái cuộc sống và hạnh phúc gia đình sau này. Và cũng không biết nói gì hơn, và mong các cháu người ta cũng ví như là nhún đu đấy, phải hai người cùng phải có trách nhiệm cùng nhún thì cái đu mới lên được, và nếu một người làm thì chắc chắn là sẽ khó khăn. Thế là hai cháu cùng quá trình xây dựng cuộc sống gia đình thì cùng nhau bàn bạc thống nhất và sao đi đến một cái hạnh phúc tương lai. Và chú cũng chúc cho các cháu trăm năm hạnh phúc, và riêng đối với cháu Trang về gia đình thế này thì cái điều quan trọng là phải lấy cái đức hạnh làm đầu, phải biết kính trên nhường dưới, và có cái điều gì mà chưa biết thì cũng phải hỏi ông, hỏi bà, hỏi bố, hỏi mẹ đấy, và có vấn đề gì thì hai vợ chồng cùng nhau thảo luận và phải quyết tâm để xây dựng cái hạnh phúc của gia đình của mình. Và một lần nữa thì cũng thay mặt cho các đoàn đại biểu của họ nhà gái xin kính chúc toàn thể quan viên hai họ có một sức khỏe, và chúc cho tất cả chúng ta, chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Xin cảm ơn. Vâng, thật đúng là trai thì chí hiếu làm đầu mà gái thì thiết hạnh là câu cho mình. Trai tài gái thảo đẹp xinh, việc nhà việc nước phải vẹn tình cả đôi. Đó cũng chính là lời căn dặn của đại diện hai bên gia đình đã căn dặn cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay. Trên tay mặt cô dâu chú rể xin được cảm ơn đại diện hai bên gia đình và xin được kính mời hai vị đại diện sẽ vào trong nhà xơi chầu uống hút thuốc cùng với những câu chuyện của hai họ. Xin được cảm ơn rất nhiều. Vâng ạ, và trong ngày cưới hôm nay thì bà nội có một món quà để dành tặng cho hai cháu. Ngay sau đây xin được mời bà nội của chú rể sẽ có một món quà cưới cho hai cháu trong ngày để nhận tấm lòng của bà nội. Vâng, món quà mà bà nội trao cho cháu dâu trong ngày cưới đó chính là một chiếc nhẫn. Và trong khi trao nhẫn cho cô dâu thì bà nội cũng không quên căn dặn rằng: từ nay con đã có chồng, nét ăn nét mặc phải vừa lòng mẹ cha, kính chân hiếu thảo mặn mà, cho hai bên cha mẹ đường xa hóa gần. Và một tràng tay thật lớn để cảm ơn tấm lòng của bà nội dành cho cô dâu chú rể, đúng không ạ?
Xin cảm ơn, chúc cho bà một sức khỏe luôn dồi dào, sẽ có thật nhiều niềm vui bên con cháu, xin được cảm ơn ạ. Vâng, và có lẽ rằng là bây giờ sẽ đến phần mà các bạn trẻ vừa lúc nãy là một món quà tinh, một món quà mà bà nội đã dành tặng cho hai cháu của mình trong ngày cưới, còn bây giờ sẽ là một món quà tinh thần vô giá đến từ những người bạn của cô dâu và chú rể ngày hôm nay dành tặng cho buổi hôn lễ, đó chính là chương trình ca nhạc để hát mừng cho cô dâu và chú rể. Tôi xin được giới thiệu mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, đó chính là tiếng hát của bạn trai Tuấn Bi, là một ngôi sao ca nhạc của Kiến Bái ạ. Xin chào bạn. Chúc toàn thể hôn trầu một buổi chiều rất vui vẻ và chúc cô dâu chú rể trong năm hạnh phúc. Mình sẽ hiểu các người tự yêu nhất cũng cho là dối gian.
trách nhau bồi bàn. Nào ai không biết khao khát bao nhiêu ước mơ, ước muốn thôi chọn. Hầu như anh cũng trách cho thật cũ mà. Hay cái gì mà chẳng một điều chi tiết nhất cho ta dễ dàng. Chẳng khi tao còn phải lo lắng, đánh mất hy vọng. Cuộc đời một chút thôi ta ước mơ. Và khi tôi yêu thì có biết, tôi không bao giờ hơn biết. Dù không còn có tháng lúc sẽ vỡ tan. Tôi hiểu rằng tình yêu đã quá giới hạn, là một điều nhỏ nhoi trong thế gian. Và khi tôi vui thì thôi ác, khi tôi đau buồn tôi tâm. Sẽ trông được những năm đã trong lòng. Chẳng khi nào không phải lo lắng, đánh mất hy vọng. Cuộc đời có cho tôi ba ước mơ. Khi tôi yêu thì đã biết, tôi không bao giờ hối tiếc. Dù cuộc tình tôi đã mất sẽ vỡ tan. Tôi hiểu rằng tôi yêu đau mất tôi rơi hạt hạt. Điều nhỏ nhoi trong thế gian. Chẳng là có chỉ không phải ai. Vừa hai ca khúc rất sôi động và ý nghĩa vừa rồi thì xứng đáng nhận một tràng pháo tay lớn hơn nữa từ phía tất cả quý vị đúng không ạ? Xin được cảm ơn rất nhiều, xin được cảm ơn Tuấn Bi với món quà cưới vô cùng ý nghĩa để dành tặng cho hôn lễ. Vừa rồi là tiếng hát của bạn Tuấn Bi đến từ họ nhà trai. Và bây giờ tôi muốn hỏi rằng là thanh niên đến từ họ nhà trai đang ở đâu ạ?